Xin chào các bác nha. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Hồng Anh. Mọi thông tin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo số điện thoại 086-688-0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ. Và các bác cần làm con vỏ gỗ cho con lọc EQ dòng Technic 8075 thì liên hệ với em nhé. Em có cái thước sẵn của nó rồi và các bác cần chơi thì bảo với em Hồng Anh. Vỏ gỗ rất là đẹp, lạng gỗ ốc chó, lớp lạng rất là kỹ, hoàn thiện. Đồ xịn hãng như thế nào thì của em như vậy. Cốt MDF các bác có thể thấy. Và các bác chỉ cần đút vào, nhớ tháo chân của nó ra nhé. Em ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và các bác cần đặt hàng thì vui lòng chuyển khoản. Và nếu mà các bác có những con khác mà em chưa có kích thước thì vui lòng cung cấp kích thước cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm.